two oceans in between us, and a way for sure. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. La Madrid. Xin chào tất cả anh em và toàn thể anh em fan Real Madrid và mọi người đến xem kênh của mình nha. Mình là Quang Review, thì hôm nay mình sẽ lên cho anh em một mẫu áo Real Madrid mùa 22-23 anh em nha. Thì áo này mình vừa mới mua nha anh em. Thì mình cũng giới thiệu sơ qua, thì đây là phiên bản player nha anh em, player hàng Thái nha. Ok, đây là player hàng Thái nha. Và năm nay thì mình khá ấn tượng với lại màu sắc và cũng như là thiết kế của Real năm nay nha anh em. Ok, và bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cũng như là chất lượng của Real Madrid hàng Thái bản player nha. Về trước tiên thì mình nói về phần chất liệu vải đi ha anh em. Thì vải player nó khác so với lại bản fan ấy, là cái bản fan là cái vải nó trơn nha anh em, trơn và mỏng, nó giống như là vải thun lạnh nha anh em. Còn phiên bản player mình đang cầm trên tay là vải tấm hút mồ hôi, và nó đang họ may đường sang đang kẻ như thế này nha anh em, và mặt cực kỳ là mát và có thể nhìn xuyên thấu bên trong nha anh em. Đây đấy, và trên thân áo thì họ làm những cái đường kim may, ở đây sẽ là hình các logo của Real Madrid nha anh em. Đấy, những họa tiết mờ này anh em. Và phiên bản player thì chúng ta sẽ có một cái mạc authentic, như là xác nhận bản quyền của Adidas về mẫu thiết kế này nha. Và công nghệ của vải áo này là heat dry. Và cái màu sắc năm nay ấy, mình đánh giá nha anh em, màu sắc năm nay cực kỳ là đẹp nha. Thì chúng ta có hai tông màu chính là màu tím và màu đen ở ngay phần cổ áo, và một tím ở trên vai nữa đây, và tổng thể là màu trắng hoàng gia rất là đẹp nha anh em. Và đây là logo dán nha anh em, đây logo dán nhìn cực kỳ là nét luôn. Mình phải nói thật với anh em là họ làm rất là nét và đẹp nha. Đấy, logo Real Madrid mà hàng xịn ấy thì nó sẽ là màu vàng chìm như thế này nha anh em, nó vàng hơi hướng sang màu cam ấy. Đấy, và ở đây chúng ta sẽ có logo Adidas cũng là dán luôn, và nhìn tổng thể của chiếc áo này rất là cân đối nha anh em, kỳ là cân đối luôn. Và ở giữa áo chúng ta là hãng tài trợ em của Emirates Fly Better nha anh em. Đấy, đây mình sẽ quay cho anh em chi tiết chất lượng in trên màu áo này nha, nhìn cực kỳ là nét luôn, không có điểm gì để mà phàn nàn cả anh em. Đấy, và một điểm mình thấy khá là hay ở phiên bản player này thì họ là dán nha anh em, những cái phần logo này là họ dán để giảm cái trọng lượng của chiếc áo nha anh em. Đấy, còn ở trên phiên bản hàng fan ấy thì những cái ba sọc này là họ may, nhìn không đẹp bằng bản player cho lắm nha anh em, bản player nó vẫn là một cái gì đó rất là đẹp nha. Và bên tay bên phải của áo thì mình có in hai cái patch vô địch ở đây nha. Patch là vô địch cúp, anh em có thể xem patch này, chất liệu là bằng nhung, và ở dưới là một cái patch foundation. Năm nay thì họ không có dán cái patch respect như các năm trước. Ok, và cái phần foam, về mình sẽ nói về phần foam áo cho anh em nha. Thì theo như mình cảm nhận ấy, cái phần foam áo năm nay ấy thì họ làm rất là rộng nha anh em, nó giống như là bản fan vậy anh em, nó không có, họ không làm nó ôm sát như là các cái bản mà player issue cho các cầu thủ mặc nha, mà nó là bản foam thương mại. Đây là foam thương mại anh em, nó khác so với lại bản foam issue mà các cầu thủ hay mặc nha. Nên anh em mà nhỏ con hay là bụng hơi to một xíu mặc vẫn được, không sao cả, mặc vẫn được. Như mình thì mình nói thật với anh em là mình chỉ cao 1m61 thôi, và mình hiện tại là 68kg, và phần bụng của mình nó hơi tròn một tí, nhưng mà bận vô fit người rất là đẹp nha anh em, nó không có bị nhô phần bụng ra quá là nhiều đâu anh em ạ. Đấy,
đó là điểm ăn tiền, anh em nên mua chiếc áo player này nha, rất là đáng tiền nha anh em. Đấy, và phần bên trong phần sau áo thì họ có may thêm cái cường vải màu tím tím ở đây, nhìn rất là tinh tế nha anh em. Ok, và phần form áo hai bên thì năm nay gần đây Adidas họ thiết kế theo kiểu là đuôi tôm nha anh em. Cái phần áo này nè, họ thiết kế phần đuôi áo này như là kiểu đuôi tôm nha anh em. Đấy, rất là đẹp luôn. Còn bán fan thì họ chỉ thiết kế thường thôi, không phải là đuôi tôm. Đấy, điểm khá là hay và thú vị trên bảng player. Và một điểm nữa mình muốn cho anh em xem đó là bên trong này thì một điểm rất là đẹp và ăn tiền, đó là cái phần kỷ niệm 120 năm trên chiếc áo này. Đây là chiếc áo kỷ niệm 120 năm nha anh em, của Real Madrid. Và player thì họ sẽ đục những cái lỗ thắng khí li ti ở đây trên cái phần cổ áo nha. Đấy, anh em mang vô, anh em vận động ấy rất là thoải mái luôn. Và đây là tag Made in Việt Nam nha anh em, hàng chính hãng nó cũng vậy nha. Ở đây là có thông tin như là mã code để anh em quét ra trang web của Adidas nha. Cái này quét được nha anh em, họ không làm để chưng cho có đâu, cái này mình vẫn quét được bình thường nha. Đấy, à, anh em nhìn tổng sơ mặt chặt trước nha. Đấy, áo cực kỳ đẹp và tinh tế luôn. Anh em nào mà thích mà cái phong cách mà mặc áo trắng rồi phối quần tây thì chiếc áo này luôn dành cho anh em nha, mặc vẫn được, vẫn đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, còn phơm áo này, tay áo trái này, đường may kim mũi chỉ quá là đẹp, phải công nhận là rất đáng tiền nha anh em. Ok, và mình sẽ quay mặt sau cho anh em xem nha. Ok, và đây là mặt sau của chiếc áo Real Madrid phiên bản 22-23 nha. Thì ở mặt sau thì anh em có thể thấy là cái phần kỷ niệm này họ in, họ dán, nó hiện lên cái chỗ này thường keo ở đây. Mình cũng biết là phần keo hay là cái màu sắc nhìn rất là đẹp nha anh em. Nếu mà anh em nhìn từ gần xa ấy, anh em sẽ thấy nó rất là nổi bật nha. Mình rất là thích cái điểm này của phiên bản player. Đấy, và phần sau cũng là họ cũng dệt theo cái kiểu mà in, họ dệt theo kiểu logo đây nha anh em. Hiện cái những cái logo Real ở đây rất là tinh tế nha anh em. Nếu mà anh em không thấy thì mình sẽ giảm độ sáng tí cho anh em thấy nha. Đấy, mình sẽ giảm độ sáng cho anh em thấy một xíu nha. Đấy, anh em phải nhìn bên ngoài anh em sẽ thấy rất là rõ nha. Còn ở đây thì mình quay video nên nó không thấy rõ được cho lắm. Thì mặt sau nó rất là đẹp. Đấy, thì mặt sau cũng hiện cái viền màu tím này nha anh em. Đây, viền màu tím rất là tinh tế luôn. Vân cực kỳ là mê những cái chi tiết này trên màu áo mới năm nay. Đấy, và đây là cũng là bên trong, cũng là vải đục như thế này, mặc cực kỳ mát. Và anh em, nếu mà anh em đã mua áo Real này, anh em phải giữ kỹ nha, vì nó khá là dính bẩn, anh em phải giữ kỹ. Ok, và điều cuối cùng là anh em có nên mua một áo này không, mình sẽ nói hẳn với anh em là nên nha anh em, cực kỳ là xứng đáng với giá tiền nha. Đấy, mẫu áo này chỉ dao động dưới 300.000 thôi nha anh em, chỉ dưới 300.000 thôi anh em, đổi là một cái chất lượng thì mình phải nói là cực kỳ là đẹp, không có gì để chơi luôn á anh em. Thay vì anh em bỏ tiền ra 100, ví dụ đi bản fan là như mình nhớ đâu đó tầm 190 ở các shop shop ngoài bán, 190 dao động từ 190 trở xuống á, thì anh em bỏ thêm khoảng 100k nữa hoặc là 80k nữa anh em quốc hẳn cái bản player cho mình nha. Về cái phần mình, như mình đã nói hồi nãy ấy, thì cái phần fit người ấy, thì mình nói thật với anh em luôn, mình mặc vô không khác gì bản fan cả anh em à. Mình mặc vô không, y xì như bản fan luôn. Nó ôm có một xíu rồi anh em, nó ôm có một xíu rồi, không khác biệt gì nhiều á anh em. Đấy, anh em nhìn góc này anh em thấy form nó rộng ra này. Đấy, nó đâu có ôm đâu. Đấy, anh em đừng có ngại khi mà mua player nha, cứ mua thoải mái cho mình nha. Đấy, rất là đáng tiền luôn. Form thì khỏi phải bàn rồi anh em à. Màu sắc thì mình nói thật, họ làm quá là đẹp, quá đẹp và quá nét. Đấy, ok, và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã xem video nha.
Thế thì nếu anh em thấy hay thì hãy like cho mình nha. Cảm ơn anh em.